Số 1 bắt đầu đang đưa thuốc ruột gan vô ngừa rồi. Đó. Thì bắt đầu chiều nay chắc em sẽ đánh nay 7 ngày chiều nay sẽ em đánh lại cho nó một căn thảo dược gan để hỗ trợ gan lúc này chuyển qua số 1 ăn thuốc này đưa cái vô mình để mình đánh cái mình hỗ trợ lại cho nó làm gan cho nó bình ổn cái. Rồi đội em tiếp tục view tôm được 7 ngày nè. Nó cũng ăn gió. Nhưng mà nói chung thì mới 7 ngày ruột gan nó là cũng chưa có ổn định, nói chung cũng chưa đẹp dữ. Nhưng nên mới chiều nay em đánh thảo dược gan, với lại hôm nay em đưa số bọn em đưa thuốc vô ngừa. Rồi khoảng 3 ngày sau em sẽ quay lại cô chú anh chị mình xem coi ruột gan nó phát triển như thế nào. Rồi sau khi mình sử dụng mình cải tạo mình để hỗ trợ gan đó. Cái này sạch luôn đó. Thấy không? Thấy thấy. Này là 7 ngày nè. Ruột gan nào nó lên nó ruột gan nào là nó đã phát bệnh nó tái tạo lên đó. Rồi người ta đạt thời điểm này là mình đưa thuốc vào mình hỗ trợ nó, có nghĩa là để 3 ngày sau em sẽ view lại cho cô chú anh chị mình xem để coi cái mình hỗ trợ ruột gan đó, nó phát triển tốt như thế nào, và cái hàm lượng ruột gan nó đẹp như thế nào. Đó là chiều nay, tức là chiều nay cử gan cuối cùng là em sẽ đánh thảo ruột gan với điểm trợ đó đó. Coi như em vừa giật phẩm cái phẩm gan cho nó, vừa hỗ trợ cho nó, giúp nó làm gan ruột lên. Rồi sau khi em thời điểm này thì em dọn thuốc gan ruột ngừa của em vô để em hỗ trợ cho nó, đưa nó lên. Đó, 7 ngày, nên là đúng 7 ngày bữa em thả thì em có quay cái clip nói bữa 12 mình, tức là 19 tây đó, bữa nay là 26 tây nè. Là nó đúng 7 ngày luôn. Đó. Nói chung là phát triển nó tốt, tôm đều lắm. Cái vô gió cũng bộn rồi, nói chung là sáng em bỏ thức vô gió mà ăn hết luôn rồi nè. Đó. Hiện bây giờ ăn có đồ luôn rồi. Hiện bây giờ là em ăn nó ăn được nè, bỏ gió thấy nó ăn hết gió nên em ăn vừa trộn số phong với số 1 là ăn nó nửa ký luôn. Là 7 ngày. Hàng ngày nó ăn 2 ký á. Nhưng còn hôm giờ ổng dài thì em ăn hết rất là ít, không ăn nhiều. Hôm nay có 4 ký số phong mà ăn chưa hết mà. Sáng vô quay có thức cho cô chú mình xem, có ai nói nó có thực tế. Em vỏ là cái lọc nó nhỏ nổi nè, cưng nè. Đây cứ có đầu cây nè, nhỏ nổi nè. Hay đó, hay đó. Cái này thức nó dùm bồn nè. Đó, hay hay. Cái đây em. Bị cái lỏng thì nó lọc. Bữa hôm nay thì nó ít lọc hay cô chú. Hôm qua, bữa hôm qua hôm kia nó lọc rõ rất là nhiều luôn. Cái này là nó hơi đứng đứng rồi nè, chắc có thể là ngày mai hoặc là mốt đó, nó lọc rõ rất là nhiều. Nay thì nó có lại dài thôi. Đó, nói chung nước rồi. Nhiều anh em cũng yêu cầu chia sẻ cái tôm mà nhỏ này mình chăm sóc rồi như thế nào rồi nè. Thì thẳng đây em sẽ chia sẻ chút xíu luôn. Thì trong cái quá trình em cũng nói rất là lâu dài rồi. Thì trong cái tôm con đó mình thả về, thì trong cái giai đoạn trong một tuần lễ đầu này nó chả ăn được cái gì đâu cô chú anh chị mình, nên mình không cần phải cho ăn nhiều. Nó như em đó, em thả này là thực tế, em nói thực tế là em đặt là em thả mẹ tôm này của chị Út mà bạch chị Út Bến Tre đó, em thả là bót 12 là em thả tiền tổng tính tiền là 120 ngàn. Tại vì dịch này em không dám thả nhiều, em chỉ ương cho một ao thôi, là khuyến mãi 50%, là tổng cộng số lượng đồ quân của nó là 180 ngàn. Đó là em ăn nay là 7 ngày mà em ăn chỉ có chưa hết 2 ký, 2 bịch số 0 là 4 ký, em mới 3 ký mấy thôi. Chứ em mới sang qua số 1 là em mới chọn từ hôm chiều hôm qua tới nay là bắt đầu là em mới đưa thuốc ruột người ruột gan vô. Chiều nay em sẽ đánh thảo dược gan mà hỗ trợ cho nó.
Còn cái vôi phán thì em vẫn đánh theo mỗi cái định kỳ mỗi ngày, là bắt đầu tôm bữa tôm bớt về là em đánh khỉa lên thế này. Đó men vi sinh rồi em đưa theo đó, nhìn màu nước rất là đẹp. Nước cái trong chảy nhìn nó rất là tốt, pH ổn định, pH sáng em đưa là nằm 81. Rồi ok, chiều đâu nằm nó 82. Nước nhìn nó bọt chạy mà oxy mình chạy là bọt nổi lên là nó tơ nó pháo như vậy. Tôm mình nó mới mắc vậy. Nhưng cái thời điểm này là nó đang làm gan nè, cho nên cô chú anh chị mình là phải đi cho thật kỹ. Tại điểm này nó làm gan đầu nó ăn lên thức rồi, là bắt đầu mình nó số 1 này bắt đầu là mình nhấp từ từ, nâng từ từ lên đó. Có thể bữa nay em ăn nửa ký, nhưng có thể ngày mai em ăn 6 gram đó. Đó nó dụ vậy, đỡ gió mình còn ăn. Nếu mà ăn hết có nhẹ em ăn là sáng em ăn đó là 1 tiếng 40 phút rồi, sáng em ăn lúc 7 giờ bây giờ 8 giờ 3 mấy là 40 phút rồi. Là cái gió em đã ăn hết số 1, tức là tôm ra ăn nó đã có bắt thức ăn được thức rồi, thì có thể làm 2-3 ngày nữa là có thể là ăn mạnh, là nó vô gió rất là nhiều. Thì mình cũng yểm trợ cái cho bây giờ mình đưa cái gan ruột vô đó với chiều quýnh thảo dược, thì trong 3 ngày nữa thì em sẽ view lại cái coi tôm nó phát triển như ruột gan nó lên như thế nào đó. Đó để vô em quay lại cái bao thức anh Phương nó thực tế tại dịch này em không có lấy thức được. Nói chung là em lấy hôm bữa hôm chuẩn bị phong tách đỏ đó là tôm chưa về luôn, là em đã liên hệ với ngoài ủy ban xã đó, với em liên hệ đại lý thức đó, nó giao qua chốt em sẽ lấy được số lượng để cho nó ăn vừa đủ trong 10 ngày thôi. Hôm bữa là dịch này thức nhập về khó, nên cái thằng số 0 của thằng công quay công năng này bên đại lý em đã hết nè, nên ăn của thằng số 0 của Dubet luôn. Nhưng mà số 1 á, số 1 thì của công năng lại em ăn 3 túi này. Là tiếng tỏ là em đã 7 ngày nay 7 ngày em ăn chỉ mới có 2 túi mà chưa hết đó. Thấy chưa, em nói là thực tế chứ không phải em nói là tại sao nuôi tôm mà không có cho ăn gì hết đó. Thấy chưa, là mỗi túi này là 2 kg lượng đó, cái bao này là 10 kg, 5 túi em đã sử dụng 2 túi là còn miếng nè, 2 túi mà còn luôn chưa hết luôn nha. Đó, 2 túi là còn này em ăn hết ngày nay nữa nè, là giờ anh đang chọn mới không ăn nhiều đó. Còn cái bao số 1 em chỉ mới khui em ăn có mấy chữ thôi, em lấy được như đây thôi là trong vấn đề cái đạn có thể là hết mình hết cái tháng đầu của em luôn, là 120 bot của em là 180.000 luôn cái máy rồi. Là em lấy gì có 30-70 những luôn chứ không là dưới 80 kg thôi, có thể là em ăn gần hết trong một tháng này luôn. Tại vì thời điểm này trái đi bắt đầu nó mới ăn nè, đâu rồi mình nhấp mình đưa nó lên, chứ còn hôm dài bữa chảy rửa dài là mình cứ giải mình tập nó ăn thôi, tập cho nó ăn, mình tập cho nó quen cái thức, cái hơi thức thôi, chứ nó chả ăn được cái gì đâu đó. Cho nên cô chú mình khi ông hiểu cái tôm con về cái đóng vô ký nửa ký, 100.000 con cứ ăn ký nửa ký, ngày ăn 2 kg chứ mấy 2 kg, thì cái thức đó nó không có ăn tôm, nó không ăn được miếng nào luôn. Tổng trọng lượng tôm mình nó chưa được nửa ký nữa mà mình ăn như vậy một ngày ăn mấy ký lưu thức, thì nói chung thì nó đâu có ăn đường nào đâu, cái gì nó chỉ xuống nằm xuống cái tầng đáy hết đâu. Thời điểm này chứ đi đâu nó mới bươi từ từ lên nè, thúi nó bươi từ từ lên rồi là tới 20-30 ngày là tại sao mà do bị phân trắng đi, bị gan cấp tính, gan ngoại tử, gan rồi nè, vàng gan, đỏ gan, nó trắng gan, xanh gan nè, teo gan nè, đó là do hiện tượng phục khuẩn cao. Mình ăn dư thức là đầu nó tái tạo khuẩn lên, nó cao là bắt đầu là thời điểm đó nó hành con tôm mình, nó tức là nó phá hủy cái đường ruột trước đó, xong ruột xong nó mới lên, nó bào cái ngoại tử gan của mình đó, là do khuẩn cao. Cho nên trong thời điểm đầu là mình không cần ăn nhiều, mình giữ môi trường nước, mình cấy men vi sinh là mình làm cho nước thiệt sạch. Có như men vi sinh này em cho nó xài nè, em xài nó đánh trước, hôm nay em chạy là em đánh trước tôm về luôn đó, là em đã xài được cái này nè. Nó như chiều nay là em không có đánh, chiều nay em dưỡng lại, chiều nay em đánh thảo dược gan, em không thèm men nữa. Cái men này mùa này dịch là nói chung là cái gì nó giá thành tôm nó rẻ, cái gì cũng mắc hết, nên em xài cũng là siêu tiết kiệm luôn. Cái bọng men này em chạy em đầu là em nhân sơ khối lên, em cối em cấy trước tôm nè, em cấy để em nhân sơ lên chạy ít cặp lại em cấy lên nè, men lại rất là tốt, được đẹp, bóng đẹp rõ ràng. Tại cái này chiều nay đánh thảo dược gan, tại vì mình làm thì mình phải chuyển quá chứ mình không có coi theo định lượng. Tôm ăn cũng vậy, hoặc là cái nước mình đánh men mình xài cũng vậy, mình phải chuyển quá, tự mình sắp xếp đó. Như cái bồng men này đêm hôm qua là em đánh đó, là thay vì em đánh là bồng em lấy 80 lít, nhưng mà hôm qua là em đánh gần 200 lít, tại vì bắt đầu chiều nay em ngưng rồi, nên là em chăm nước là em chăm chưa đầy nữa nè, em chăm lại rồi tối nay em chăm tiếp, rồi qua tới 24 giờ hôm sau nữa là bắt đầu là mình xài lại bình thường, đánh lại 80 lít lại bình thường, là bồng men mình xài nó di chuyển nó rất là tốt. Mình thấy trừ hao trước khi chuẩn bị dược phẩm là mình đã đánh cho nó nặng chút, để mình chăm được cái nước vô, mình cho nó ăn đường để nó nở cái men mới lên, cho nó tăng hàm lượng mạnh lên. Chứ mình đánh mà còn cái đang men gốc nhiều quá thì nói chung mình làm cho nó bị già men đi thì nó cũng dở cái bồng men, mà nó thứ nhất là nó mau dơ cái đáy, thứ hai nữa là nó sẽ bị
phủ đi cái mang của mình thì đánh nó hiệu lực nó không có cao bằng. Thay vì mình chuẩn bị diệt khuẩn thì mình đánh hàm lượng để cao trong ngày trước đi, rồi hai ngày sau mình đánh diệt khuẩn nó mình bốn sân trong 48 tiếng nó mình tiến nhân lại thì nó lên cái mang nó nhân khối lại, cái mang nó rất là tốt, nó sạch rồi nó cái mang mới nó lên lại nó rất hiệu quả hơn. Còn trong cái thời điểm này thì cái tôm con này thì cô chú anh chị mình không cần phải chạy quạt mạnh, cái quạt thì mình chạy cái mật độ nó giảm đều tua lại cho nó vừa phải thôi, để nó đẩy được cái dòng nước đi thôi cho tôm mình nó yên ngã chút xíu. Tại tôm con mình nó có đề kháng nó rất yếu, mình đẩy cái quạt mạnh không biết mình chạy quạt mình tăng tốc mạnh quá thì cái độ nước đẩy mạnh quá nó làm cái độ sốc bầm dập tôm của mình nó rất khó. Đẩy tôm mình nghĩ tôm mình nhỏ nó mạnh như vậy mà khi nó lột cái xác ra thì mình thấy nó rất là yếu ớt, nhưng mà cái mình nếu mình chạy quạt tốc độ quá thì nó đẩy cái dòng mạnh nó ép những cái tôm lột mình nó sẽ bị tổn thương. Thứ nhất là thụ bộ, thứ hai nữa là cái phần trên thân thể của nó dâu tụ bộ càng que rồi đó nó sẽ bị giật. Thì đương nhiên mình phải chạy tốc độ nhẹ vừa thôi, oxy nếu còn xài oxy thì mình cũng giảm cái nồng độ oxy mình chạy nó sâu vừa phải thôi để cho nó không mất hàm lượng oxy cho mình thôi, chứ không cần phải mở mạnh lên để nó chạy cái tốc độ tống nó cao quá thì những con tôm mà nó lọt gì đó nó lão nó bơi vào cái dòng nước đó thì nó tống mình mạnh quá thì con tôm mình sẽ bị tổn thương thì nó ảnh hưởng tôm mình về sau đó, mình thấy phải bảo quản nó vậy. Đó là em nói một cái thực tế của em nha. Còn dù anh chú cô chú anh chị em nào nuôi lâu năm thì có áp dụng nào hay đó thì em không biết, nhưng dù cái gì đó hay thì cái dù comment em chia sẻ em sẽ học hỏi còn nhiều hơn đó. Thì theo cái này quan điểm của em thì em chia sẻ như vậy thôi. Rồi chia sẻ cái cách để mà phối thuốc và ăn để mà còn phối thuốc thì cái này em cũng có xài như vậy. Em đang ăn cái này thì em nói rõ luôn, cái này là cái thuốc này là cái thuốc cũ của vụ rồi em ăn nó còn lỡ lại đó, nó lỡ là em đóng nắp lại đầu lại giờ mới tiếp tục lấy em xài. Thì đây là cái bộ năm của em, còn cái hũ cổ sổ dinh trùng nữa, nhưng mà cái đây nè thức cái này thuốc cũ em đó là bộ năm của em đây. Còn cái này là khoáng phốt pho, khoáng phốt pho đi hỗ trợ làm vỏ rõ đó, chứ làm cho nó tôm nó mau cứng vỏ với kích thích tôm dễ lột vỏ, trong đó có đào phát triển rồi đó thì có thể mình xen vô ăn ngày đánh cử hai cử gì đó, cái hàm lượng là theo chỉ dẫn của chai. Và cái này thì mình chưa xài, cái này hũ này cũng đã xài trong vụ rồi nó lỡ thôi, em để lại cái này chưa xài để con bên. Bây giờ em chỉ còn xài áp dụng là ba thằng này, nhưng trong thằng này bây giờ mình cũng vẫn chưa xài áp dụng gì nó nhiều lắm. Đây này nó chuyên trị phân lỏng ở nước rút, nhưng mà thời điểm này tôm mình nhỏ nó chưa có làm ruột can nó chưa ổn định nữa thì nó đâu có cái tình trạng mà lỏng nước rút, nên mình cũng khang xài tới cái này, em vẫn chưa ăn cái này. Bây giờ em còn chiếu là ba cái này là chủ lực để bây giờ hiện bây giờ mình để mình đưa ruột can nó lên cho nó hiệu quả. Thì em sẽ xài ba cái này em phối nhau để em chia ăn cho, ví dụ như sáng mình ăn cái này đó thì mình cộng hưởng vô với cái này, ví dụ vậy mình trẻ ra. Thì thử sau thì có thể mình ăn cái thằng này để mình giải độc gan với mình bổ sung vitamin gan rồi cho nó để mà nó hỗ trợ gan, thì mình kèm cái thằng enzyme này vô với cái lượng của nó. Enzyme này là cái hiệu lực của nó là hấp thu dinh dưỡng với để cho tôm mau tiêu hóa để nó bắt mồi này cái nọ, thì để mà cho nó đưa cái hàm lượng cái thằng này vô nó nhanh hơn thì nó lưu dẫn tốt hơn cho cái quá trình tôm mình nó hấp thu dinh dưỡng đó. Như vậy cứ mình cứ xen nhau mình cho ăn. Nhưng toàn bộ trong những cái bộ này là mình bất cứ mình phối cái nào ăn cũng được hết, nó không có loại trừ nhau. Nhưng có một cái thì dụ như hai thằng này mình ăn với nhau vẫn được, nhưng cái hàm lượng của thằng này á, thằng này thì nó cao hơn thằng này, cho nên nếu mình phối vô thằng nhau thằng này nó sẽ bị giảm cái hàm nguyên liệu xuống chút xíu khoảng 30%. Nhưng cái trường hợp là tôm mình nó bị yếu lòng lọt gan với ruột thì có thể mình phối vô mình cặp vô ăn luôn vẫn được, không sao hết, nó không có quậy nữ với nhau. Nói chung là dòng thuốc này nó không có chia rẽ nhau, ăn chung nhau mình phối nhau đều chung được hết. Đó là em thực tế. Còn cái hũ này thì không em không giấu giếm gì, cái này là cái hũ cũng là cái anti gan. Nhưng mà lúc mà tôm lớn em chạy về tôm lớn em chạy là em chạy người treo gan á, em cua dầm ăn thôi, này tôm nhỏ thì em không có xài. Để cái bịch này em cột lại em để lên thôi, về lớn thì có thể em đổi vô, em thay thế tôm năm hai tháng cái lên đó là có thể em đổi vòng em để thay thế thằng này, là một là anti gan, hai là anti siphonel đó. Hai thằng đó nó là một chuyên của nó về là hỗ trợ gan, giải độc gan với là trị teo gan, vàng gan ra với về giải trừ độc ruột rồi, là em có thể thay thế vòng này thẳng như thằng này. Còn như cái thằng đặc chủng thằng này về cái tôm nhỏ mình rút tái tạo gan để mình đưa nó về trong giai đoạn đầu ăn thằng này nó rất là tốt, nó hiệu quả hơn, nó cái hàm lượng nó
nó ok ha, cái chất lượng thằng tôm đưa lên cái dù can mà nó đẹp, nó chuẩn hơn cái thằng kia. Nhưng mà mày cái gì lớn xài nó lại hiệu lực hơn thằng này. Cái thằng này nó không có, cái thằng này là đặc dụng là nó chỉ dưỡng gan với nó làm cho gan lên bóng đẹp thôi, là cho nó tốt gan thôi chứ nó không có đặc trị teo gan. Đó, nó không có hàm lượng đặc trị teo gan trong này. Chỉ có thằng kia nó cũng là đặc dưỡng gan nhưng mà nó có cái hàm lượng trị teo gan để ăn nó hiệu quả nó tốt hơn. Anti gan không? Mà tôm lớn nó về lớn thì nó hay bị tình trạng teo gan, chứ còn nhỏ thì nó không có bị teo gan. Nó về nhỏ lớn nó cái lượng hấp thu của nó không đủ thì thành ra nó hay bị teo gan. Cái đó chỉ bị do cái nước mình nữa. Cái nước của mình nuôi lâu ngày nó làm lượng khuẩn nó cao, mình xử lý không hết thì nó rất nhiều, thì nó sẽ tấn công vào ruột con tôm thì nó sẽ lên nó làm tế bào gan thì nó sẽ bị hoại tử gan, nó teo gan, thì nên mình ăn nó vô để mình hỗ trợ ruột cho nó giảm miễn dịch cho nó chống cái hàm lượng khuẩn là bớt thì nó đỡ được cái teo gan thôi, chứ nó đưa cái vitamin độ cao lên để nó chống teo gan thôi chứ không gì hết. Còn tại sao mà cái tôm nhỏ trong giai đoạn 2 tháng mà cô chú anh chị mình hay bị teo gan rồi đó, mờ gan rồi đó, là do một ăn kháng sinh, hai nữa là môi trường đáy mình nó quá dơ, mình ăn vô giai đoạn đầu, giai đoạn lúc mà mới thả giống như đang lấn thức bột đó, ăn quá nhiều nó bị lưu động cái khuẩn dơ đó trên về cái thời điểm mà 40 ra 30 40 50 ngày là nó hay bị teo gan, bị gan cấp tính, vàng gan này cái nọ xuống cấp đó, chỉ là bị chống đường ruột phân trắng rồi, là do cái quan điểm là mình ăn dư thức, dư môi trường của mình tự mình hại mình đó. Còn cái gì mà tôm lớn bị teo gan là do môi trường mình lâu ngày quá nó dơ, thì cái đó mình có thể mình cứu được, nó rất là dễ, mình ngừa nó có thuốc mình ăn mình ngừa nó rất là dễ. Còn cái tôm trong giai đoạn đầu mà nó bị teo gan này kia nọ đó là mình rất là khó, tại vì do mình hại mình ăn cái lượng thức quá cao, nhiều dư nhiều thì cái hàm lượng trong đáy mình nó lên đụng quá cao, thì đương nhiên mình muốn giải quyết cho nó được thì như thế nào cũng nó dễ, đừng là cách đơn giản thì mình có thể là mình giảm thức ăn lại 50-40% đó, cho nó đói cái xíu, đừng cho nó quậy lật cái lượng dư luôn. Mình làm tổng thể lần một thì đó mình tiến hành mình thay nước, mình diệt khuẩn, mình làm liên tục cho nó nhiều ngày, đâu 3 ngày như vậy, rồi mình giảm thảm cái hàm lượng thức ăn lại 40-50% để cho nó đói tí xíu, cho nó quậy hết cái dơ đi ra để mình xi phong gần bỏ luôn, rồi mình đưa cái nước mới vô, mình diệt khuẩn, rồi mình ép cái lượng men vô, tại vì mình cắt lượng thức lại thì mình đưa lượng men vô, tôm ăn tốc độ rất là lẹ thì đưa nó cái hàm lượng thuốc để nó đưa vào cơ thể nó rất là hiệu quả, ăn rất nhanh, nó không có kịp hòa tan trong nước. Cái nhất, cái thứ hai nữa là để nó giảm cái nồng độ đưa cái khuẩn vào, là mình thay nước này cái nọ nó thì nó sẽ dưỡng gan được. Tại sao thường thường tôm mà bị gan này cái nọ là người ta nói cho ăn như là chết, mình giết nó, mình bỏ đói mà cứu nó đó, thì do cái thời điểm gan nó xuống cấp mạnh là do môi trường ao mình khuẩn càng cao, rất là cao, nên mình đưa thức nó càng ăn vô thì nó càng đưa khuẩn vô, nó càng hại nó, nhưng mình cắt cử nó để mình làm cái nước lại, rồi trong thời điểm đó tự nhiên sinh dục gan nó sẽ đẹp lại, là do nó không có đưa cái lượng khuẩn vô nữa, nó chỉ thải ra thôi, nó không lấy vô đó, cho nên trong thời gian đó mình diệt khuẩn, mình thay nước rồi đó thì nó làm bớt cái môi trường lại, sau khi 2-3 ngày bắt đầu mình nhấp thức mình đưa ăn lại rồi mình đưa cái thuốc vô thì bắt đầu nó sẽ dưỡng dục ăn lại, nó sẽ ok liền. Đó là do quan điểm nó như vậy, chứ không phải mà tôm mà bỏ đói mà nó tự nhiên đẹp gan vô nó đâu, không phải đâu, tại vì do đó là mình là cải tạo môi trường của mình đó. Để trong quá trình nuôi rồi trong cái tôm con á, tại sao em, tại thì theo cái quan điểm em nuôi, em biết em nhận xét được đó là tại sao nó ví dụ như vậy, là tại sao em chuyên gia là em chỉ khuyên bà con mình là chút tôm con về không cần ăn nhiều, tại do điểm đó thứ nhất là mình không, con tôm nó không có hấp thu được cái dinh dưỡng, tại vì nó nhỏ quá, nó không ăn được cái gì hết, nó chỉ về cái môi trường nước mình, nó chỉ ăn tảo này kia, nó hấp lượng hấp thụ hàm lượng oxy thôi. Bởi cho nên trong điểm mình chỉ làm sao cho quản lý nước nó tốt, tức là pH ổn định, kèm phải cho có đủ cái tầm độ để nó lọt tôm nhỏ, lọt cái nhiều để nó lọt, để nó làm vỏ lại, nó đưa cái đề kháng nó lên. Còn men vi sinh là cũng vậy, mình phải đánh cho nó đạt chuẩn để cho nó ép được cái phần gì, tại tôm mình nhỏ mà ép được cái phần nó hạn chế đi để nó không tấn công vào cái tôm của mình thì nó đã ok, vậy là ok, chứ không phải mà về mà ăn nhiều mà ngon đâu, nó đâu ăn được cái gì đâu, có gì cái thấy không ăn nhiều, nó chỉ có là về nó chỉ là da nó chỉ ăn tảo này kia thôi, cái thức mình chỉ tập nó thôi, chứ nó thật sự nó không ăn được bao nhiêu. Em không có ăn là chỗ đó, nhưng mà tôm em là em nuôi hầu như em đến cả 2 năm nay thì em làm cái áp dụng cái đó thấy rất là hiệu quả cái tôm này. Rồi bắt đầu về 20-mấy ngày nó mạnh đó, lúc đó mình cứ canh gió mình đưa lên thôi thì nó ok. Lúc đó mình cứ tập trung mình làm môi trường nước, muốn nuôi được con tôm thì mình phải quản lý được cái thức ăn, quản lý được cái môi trường nước của mình ổn định, thứ nhất là để nó hạn chế NO2, hai nữa là cái lượng khuẩn, ba nữa là cái lượng đậu và cận cáo độc của cái phân tôm nó thải ra, là cái độ dơ của mình. Cái thứ ba nữa là nó hạn chế được cái tảo xấu do cái nguồn thức ăn dơ của mình nó gây ra, là nó có những tảo mắc, tảo xanh, tảo đỏ, tảo lam rồi đó, những loại tảo xơ hệ lì tảo xấu đó. Đó vậy đó,
xài cái men vi sinh này thì thấy con tôm mà nó mới có 7 ngày mà thấy nó trắng đẹp, nó bóng bóng ngã ghê. Còn riêng mình không xài cái dòng men này, thời điểm con tôm này quý vị dở lên con tôm nó bông bông nó đen như tắc kè vậy đó, không bao giờ đẹp. Còn cỡ này mới 7 ngày không dở lên con tôm nó bóng nó đẹp, mà nhìn cái ruột gan dây gan nó rõ ràng, nhìn con tôm nó rất là thoải mái. Gió rồi nè, được chưa, để nó quay sát đi. Năng lực thức là cái gió nó đã sạch rồi, gió nó bắt đầu làm sạch. Gió này là cái gió cũ rồi, em không có trà giữa, em chỉ rút phun tôm bỏ lên bờ em phơi thôi. Nó ruột gan đầu lên rành rành hết rồi à. Phân này để ra nó có vậy đây nè, cái lượng phân của nó nè, nhưng nó năng được rồi, nó đang thải ra phân chỉ thôi, nó phân nó không có đồng đều, nó không, mình không có nhận dạng được phân tốt hay phân xấu đâu. Tại lúc này nó đang làm ruột gan mà nó cũng đang là thải rồi, gần như là cái phân của nó là thải ra những nó li ti gì thôi, chứ nó chưa có ổn định được cái phân của nó là tốt hay xấu, mình chưa nhận dạng được từ thời điểm này. Thời điểm này mình chỉ nhìn sao mà cái ruột nó đã có ha, là nó đã bắt thức. Thứ hai nữa là cái gan nó đã lên đồng màu đó, nhưng nó mới làm gan thì gan nó chưa có được đen sậm lên đâu, nó chỉ vàng vàng vậy thôi, mà nó điều màu nó không có được trắng gan. Nếu mà từ mẻ cái nôm cả này mà cái gan nó còn trắng còn xanh, tức là con mẻ tôm nó rất là xấu, nó không phát triển gan được, thì nó lọt tới 10 ngày mấy ngày là có thể nó bị xuống cấp gan, là nó bị trắng gan, là xanh gan, là nó teo gan luôn. Là do môi trường mà nó quá xấu, nó không có không thích hợp mình làm đó, môi trường nước rất là ok ha. Rồi mình thì nói chung dịch thì em cũng không đâu được, mấy năm dài bữa dài thì em cũng mất tập trung, em làm cỏ bờ rồi em không có đi ra ngoài được á, thì em cũng lo trong sạn lại còn một mớ nữa cũng chưa làm xong, thì bữa nay em chia sẻ vậy thôi cho cô chú anh chị mình xem, cũng như anh em cũng comment thấy lâu quá mình clip rồi đó, thì em cũng làm chia sẻ tới đây thôi. Thì sắp tới đây thì em sẽ quay thường hơn chút, thường xuyên hơn cô để theo sát cô chú anh chị mình hơn vào mùa vụ mới đó, cũng chuẩn bị là để mà qua hết trận dịch Covid này là cũng sắp tàn rồi, nó cũng sắp tàn rồi, nó không chịu nổi mình đâu, mình chỉ kiên cường lên, mình thắng đấu với nó, mình mới lội bỏ nó đi, thì mình hạn chế bước ra đường này cái nọ, coi như mình tới nhà mình tập trung mình làm ao bụng mình cho nó sạch sẽ, cỏ rác đồ mình cứ tập trung vô mình vệ sinh đó, mình quản lý về cái môi trường ao. Mình nói là em nói bằng thực tế nha, thì anh em nói em là nói là xàm xàm rồi cái nọ, nó nói là thực tế luôn đó. Thì thời gian mình không đi đâu được, mình lắm ở nhà để mình ăn mình ngủ hoài mình chịu đâu nổi đâu, thì mình tập trung cho mình làm cỏ rác, mình dọn vệ sinh rồi đi, mình chuẩn bị mình bắt đầu mình chiến đấu vào mùa cái vụ mới của mình theo cái hành trình của mình nữa. Thì cô chú anh chị xem thấy em nói có hợp lý hay vụ hay gì đó hay thì chia sẻ, ví dụ bình luận comment lên chia sẻ để góp ý anh em mình để trao đổi với nhau cho nó đưa đến hiệu quả thành công cao, để mình làm cho nó đạt cái chuẩn mốc cao nhất, để mình gỡ lại những cái vụ mà dính dịch này mình bị thua lỗ với cái giá thị trường đó, thì có thể mình làm mình gỡ lại đó. Thôi vậy thôi, em Tiến với Minh Trần cũng xin chào cô chú anh chị mình tại đây, thì sẽ hẹn gặp lại 3 ngày sau em sẽ quay lại để theo dõi sau khi em hỗ trợ gan của nó lên, nó sẽ theo xem nó như phát triển như thế nào, và đánh giá được cái hiệu quả của nó để mình làm cái động tác, cái thao tác của mình để quản lý chặt chẽ lúc đầu này cho nó hiệu quả như thế nào. Và thôi em xin chào cô chú anh chị mình, hẹn gặp lại 3 ngày sau ạ. Rồi nhớ đăng ký ủng hộ, đăng ký kênh anh em mình cô nha. Cô chú anh chị mình gắn giữ gìn sức khỏe để chống qua cái dịch Covid này, không còn bao lâu nữa cô chú anh chị mình ơi, cố lên. Rồi, yeah, bye.